Đối thủ có sơ hở, kiếm ba chục nào. Tập lệnh. Ây da. Trung vệ bước ra, mình sẽ lót đường truyền ngang. Thủ của anh. Ôi. Ghê vậy. Tôi là Thi Freestyle. Xin chào anh em, chào mừng anh em đã trở lại với kênh YouTube của Theta Soccer. Như anh em đã xem ở tập trước thì mình đã có hiệp 1 trận đấu tại sân sang trọng Arena cùng với mấy anh em Tân Bình FC. Và clip ngày hôm nay là hiệp 2 của trận thi đấu đó. Thôi chờ tí xíu, làm rầm xong giờ chờ. Ai quan tâm đến cái vớ đá banh nhà bắp chân không có logo này thì mình để link trong phần mô tả nha. Sản phẩm không thương hiệu do mình tự sản xuất đó. Bắt đầu hiệp 2 và đội mình đang gác hai trái. Đối thủ có sơ hở, kiếm ba chục nào. Ủa? Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Sao? Không sao. Ây da. May mà cái sân này mới xây nên té rất là êm nha anh em. Đặng cái khoảnh khắc này đầu tiên đó trời. Sân đây luôn. Ờ sao? Đây đâu đâu. Pha này thì đội bạn vô tình thôi. Lỗi tại mình nhanh quá. Ây da. Trọng Đỗ đang chống chải, đưa luôn. Ráng đưa hơi sâu rồi. Thấy em mình vô sân ít được chạm banh nên mình quyết định là đưa bóng nhiều một tí cho em nó thể hiện. Trời ơi. Nhưng có vẻ không ổn cho lắm. Trung vệ bước ra, mình sẽ lót đường truyền ngang. Quả luôn. Một pha qua người gọn gàng của Hòa Điếc. Hai hướng truyền kia của đồng đội đã bí, mình xuất hiện ở đây là ổn áp nha. Chân trái nè. Thủ qua ơi. Tuyển thủ thì chân trái chân phải như nhau thôi. Đá một chạm ngay đây cho mình là xong. Giữ lại thì lấy, đánh đầu thôi. Hey, đưa trọng. Tổ trọng. Thế anh em thì pha này có tính lỗi chạm tay hay không? Comment cho mình biết với nhé. Hey. Trọng tài thì không thổi phạt rồi, nên anh em tập trung đá tiếp thôi. Ê cha, đội bạn đã phạt nhanh. Ôi, đã chết. Đẩy biên không có ai, bước lên nào. Nè, đưa 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 đưa. Trời ơi. Trong hiệp 1 cũng có một pha báo như vậy, nhưng mình không quay được. Pha này quay lên được, nhưng do mình không quan sát trước nên đành phải đưa về. Đá ra biên không nguy hiểm, nhưng đá cái khe này thì tiêu nè. Thôi kêu ơi. Ok, bước ra. Bước ra. Hai. Sân trơn bóng ướt nên khó trách. Không sao, làm lại nha. Đi ở đây nè chứ đâu.
Cơ hội 3 đánh 1, chuyền đấy thì đá ngang ăn, thả trước mặt thì đá ngang cột 2 cũng ăn. Thắng ơi là thằng, khúc này mà đá một chạm thì đâu có bị anh em chôn. Đi rồi. Trời ơi, ở nhà không còn ai hết vậy. Cơn mưa ở giữa hiệp làm cho sân trơn bóng ướt, ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của hai đội. Hey, đợi ra lượt. Thôi em, dễ. Pha này mình lỡ bước lên hơi cao, may quá có chân vệ lót rồi. Trời. Từ gác thành bị gác luôn trời ơi. Ở đây bật tường được ngang. Ông bạn này hồi nãy bị xỏ nè, nên giờ khép dữ quá. Dứt. Cái nữa. À, ép. Dạ, ừ, dứt. Cái nữa. Thôi. Cánh kia thoát được rồi, cột 2 thẳng tiến. Trời mưa sân trơn, đẩy cái là ai da liền ha thắng ha. Đi được bố. Đội bạn cắt bên phải, mình đi bên trái. Áo cam bị hút hết sang trái, ở giữa đang trống trải. Một màn 4 đấu 4, rất hay ở trên, mình thì làm khán giả thôi. Tốt thằng ơi. Hồi nãy mà đặt cái lồng gọn gàng như này thì có phải đỡ bị chôn không? Đồng đội che ở giữa, mình cắt ngoài biên. Lên thằng. Cái nữa thằng. Giữa được. Kéo xuống đáy biên để thủ môn có nhiều hướng để chuyền bóng. Đá dài được, không sao. Trên đủ ăn. Khúc này cả người lẫn máy quay đều hết pin rồi, để đành ao ra sạc nè. Thấy vậy. Tù. Dũng cài đè tốt ta. Hay quá vậy, qua người hay. Đáy biên. Không vào. Trên sân hiện giờ chỉ còn mỗi Quốc Anh là người của Tân Bình FC thôi, còn lại là quân của Sang Trọng. Vô lại chưa qua? Chưa hả? Tóc đẹp quá. Có hẹn làm tóc giống nhau hay sao ta? Ghê ghê, kiểm tra sân rồi. Giày cũng đẹp nữa trời. Màu tím mộng mơ. Quá ghê. Mẫu giày mới ha. Sport là Việt Nam hả? Thái Lan. Ăn. Ô. Từ lúc mấy anh em Tân Bình FC ra hết, thế trận khác hẳn. Trời, tốc độ ghê vậy. Ôi trời. Ừ, tốt quá anh. Cắt đừng bắt bài tốt. Thằng heo đã trở lại sân rồi nha anh em. Tuyệt vời. Tiki Taka.
Cái gì? Lâu lắm rồi đội Quốc Anh mới có một trận đá chung vệ hay thiệt. Tất cả những đường banh truyền xuống đều bị Quốc Anh cắt hết. Đó đó đó. Hay quá. Đánh gót. Trời ơi. Pha phối hợp hay quá vậy. Có liên anh Bu. Quá ghê. Thăng Heo xuất thân là cầu thủ futsal chuyên nghiệp nên việc cài đè, bảo vệ bóng là chuyện quá dễ dàng đối với Thăng Heo. Pha để bóng hụt hồi nãy chỉ là tai nạn. Cặp trong suốt. Đây là chịu suốt đó. Ồ, ghê vậy. Phone cao đồ. Chân phải. Không qua được. Phản công. Ui da. Nguy hiểm quá. Quả điếc đã vào, quả điếc đã vào. Ôi. Nằm một đống luôn, không biết có sao không. Nằm luôn rồi. Hay quá bà ơi. Ồ, không ai nhận được. Tốc lên. Ây da. Lấy 30k nhưng cái kết không khác gì mình hồi nãy. Thôi Quốc Anh. Ôi. Ghê vậy. Ghê vậy. Bình thường có bao giờ thấy Quốc Anh sút mấy quả banh như thế này đâu. Hôm nay được dịp đá với mấy cầu trẻ khỏe nên tỏa sáng ghê quá. Quá ghê, quá ghê. Hay quá. Lắm. Ôi. Rồi chèo anh đi, chèo anh đi, chèo anh đi, chèo anh đi. Lỗi rồi, lỗi rồi, lỗi rồi. Không có né nha. Không né nha. Tốt. Gần quá hay. Không có né nha. Anh Thái hả? Buông tay, buông tay, buông tay. Giữ lại chứ. Đây, đây, đây. Cái lúc này ở trên đi. Hết. Tốt anh Thái ơi. Còn hai. Đào quá anh em ơi. Đào giả mang không. Giờ phải coi giữ xíu cho nó đỡ bầm. Ấy da. Chết. Quan sát sau lưng trước khi nhận bóng nè anh em. Cành sút không à? Thái đi. Thái. Đội bạn che giữa rồi, lại phải đá ra biên thôi. À mà đoạn này có thể bật tường một chạm được nè. Trời ơi, quá ghê. Lâm. Vô, vô. Hết giờ. Ok em. Trận này nhờ có mấy anh em bên Sang Trọng FC giúp sức thì mới win nha. Chứ mà quân của Tân Bình FC là hành chắc luôn. Sao vô được hay vậy? Yeah. Và kết thúc trận đấu, anh em nhớ qua bắt tay chào đối thủ nha. Trong sân máu lửa có va chạm thì kết thúc vẫn phải qua lịch sự tử tế và bắt tay nhau thôi. Sao? Không, sao? Sân, sân, sân. Sân luôn. Đội trưởng đội tuyển futsal Việt Nam hôm bữa là nấu bếp cho Trọng đó. Còn nay là xách nước cho anh em uống. Dọn rác, dọn rác, dọn rác. À, làm cho mấy đứa nhỏ thấy hả? Bây giờ là chủ sân rồi, phải làm gương thôi. Nay toàn siêu phẩm gốc A, gốc X, gốc siết, gốc Y. Quá trời siêu phẩm luôn. Mình thì có cái siêu phẩm này, chuẩn bị làm. Anh em nãy giờ lập siêu phẩm nhiều quá, mình chưa lập siêu phẩm nè. Giờ tới lượt mình lập siêu phẩm nè. Thùng đá đâu rồi? Phải thủ một cái bịch này. Tới sân nào cũng xin đá. Rồi múc nước. Rồi. Rip lại.
làm kiểu để ấy da. Đúng rồi, mình là siêu phẩm ma da. Nhờ thằng heo lật sơ mi mới thắng á, chứ không là thằng heo với ve lại giờ. Không thằng. Ấy da. Bản sút về thiệt chứ. Ấm 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 ấm. Cao độ gì đó mới được. Mà cái gôn này nó hay vậy cũng thắng nữa hả? Hay vậy. Tân Bình không là cắn lưỡi rồi, phải có sang trọng hỗ trợ đó. Tân Bình không giác đủ, tại mớ á. Một rổ á. Nãy giờ thấy có Tân Bình đá đâu, toàn sang trọng đá không? Ông bậy nha, mỗi gái là có một người đứng trong sân. À, đúng rồi, vẫn còn một người Tân Bình đại diện đúng không? Ồ, tháng này thật dữ quá ta. Sút chế nào vậy đó, đỡ hết. Ra lấy chạy bia luôn đi chứ. Bình thường mình tới cho sân banh nào á, mình cũng hay quay toilet lắm. Đó, toilet quá đẹp luôn anh em ơi. Tuyệt vời. Đá xong có chỗ tắm, thay đồ, xong rồi về. Chứ đợi về nhà tắm rửa gì nữa, đúng không? Quá xá đỉnh. Ồ, ba vòi. Khoe anh em mới được tặng trái banh của La Liga. Quá sao đẹp luôn, sáng tân mấy đường dơ rồi. Tròn đẹp, đang lăn ở La Liga. Có logo Buma. Thấy đẹp không anh em? Giờ thấy mình xem đây là quá tuyệt vời luôn. Buma, Orbita, La Liga One, Hybrid Ball, Size 5, Made in Pakistan. Còn tem chưa lột. Thử tân bóng bằng hai chân xem sao. Khá là êm chân, không có bị đau giống như tân mấy quả banh da BU. Chiu. Bóng rất tròn và cân bằng, mình thử quay bóng một phát là biết ngay ấy mà. Quay ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa. Và quả banh này theo mình tìm hiểu thì giá phải trên 2 triệu, khá cao đấy, không rẻ đâu. Mình đang mang đôi Ultra Boost mà tân luôn nha. Thử mang Ultra Boost. Lehman Around the World là vòng 2 vòng quanh bóng mà không có chạm giữa đó nha anh em. Phải vậy chứ. Giờ thì thử kéo gầm trên mặt cỏ nhân tạo xem nào. Đây là kỹ thuật Vimu nè, làm chân trái lẫn chân phải luôn nha anh em. Sau đó múa random tùm lum các skill, tà la tè le luôn, cho nó thành Ground Move Combo. Skill cuối bị lỗi nên làm lại lần nữa nè. Banh xịn, vô đôi chân xịn thì có clip xịn, đúng không anh em? Nãy gặp đối cũng mạnh. Sút quá trời luôn, may thủ môn mình tốt, đỡ được nhiều. Đội mình thì rất nhiều siêu phẩm nên ra là chiến thắng cách biệt bạch trái. Anh em thấy hay, nhớ like, đăng ký kênh, đón chờ clip mình trong thời gian sắp tới nữa nha. Mình là Phạm Tiên, chơi gặp lại, bye bye. Nhớ tới sang trọng Arena nha anh em.